Kênh Đông Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn, đừng tiếc like, share khi xem video Cách trị hôi miệng bằng vỏ bưởi cực kỳ dễ tại nhà Trong dân gian có rất nhiều cách trị hôi miệng Trong đó cách trị hôi miệng bằng vỏ bưởi là phương pháp được nhiều người sử dụng Bạn có thể áp dụng cách trị hôi miệng bằng vỏ bưởi ngay tại nhà Trong vỏ bưởi có nhiều tinh dầu thơm giúp khử mùi Đồng thời chất cay trong vỏ bưởi giúp loại bỏ vi khuẩn gây mùi cực kỳ nhanh Nhờ những tính chất này mà nhiều người áp dụng vỏ bưởi để điều trị bệnh hôi miệng thành công cho hiệu quả cao. Dưới đây là những cách trị hôi miệng bằng vỏ bưởi cực kỳ đơn giản mà người bệnh hôi miệng có thể áp dụng ngay. Thứ nhất, nhai vỏ bưởi khử mùi hôi miệng, chuẩn bị một ít vỏ bưởi tươi đem rửa sạch sau đó nhai trong miệng khoảng 5 phút trong miệng sẽ giúp làm sạch mảng bám cũng như vi khuẩn gây mùi trong miệng. Đồng thời hương tinh dầu bưởi sẽ giúp miệng bạn có mùi hương thơm mát dễ chịu. Đây là một trong những cách trị hôi miệng nhanh và hiệu quả mà mọi người nên tham khảo. Cách 2, luộc vỏ bưởi chữa bệnh hôi miệng bài thuốc trị hôi miệng từ vỏ bưởi luộc sẽ giúp bạn người bị hôi miệng nhanh chóng khỏi bệnh hôi miệng chỉ bằng cách dùng vỏ bưởi đã phơi khô đem nấu nước sau đó dùng nước này pha với một chút muối ăn sau đó dùng nước này xúc miệng hai lần sáng tối trước khi đi ngủ muốn kết hợp với tinh dầu bưởi sẽ giúp bạn khử mùi hôi một cách nhanh chóng nhất có thể luộc vỏ bưởi chữa bệnh hôi miệng cách thứ ba cách phòng bệnh hôi miệng tại nhà Ngoài việc dùng cách trị hôi miệng bằng vỏ bưởi tại nhà thì mọi người nên dùng áp dụng một số thói quen tốt giúp phòng ngừa bệnh hôi miệng một cách hiệu quả như sau. Uống nhiều nước, một số người một số người nguyên nhân gây ra hôi miệng chính là do mắc phải chứng khô miệng, tuyến nước bọt hoạt động kém làm vi khuẩn gây mùi tích cực hoạt động. Vì vậy mà tốt nhất những người mắc chứng bệnh hôi miệng thường xuyên uống nước để giảm lượng vi khuẩn gây mùi trong miệng là tốt nhất. Thứ hai, vệ sinh bằng chỉ nha khoa xúc miệng thôi chưa đủ bạn nên sử dụng chỉ nha khoa để loại bỏ sạch mảng bám trong răng từ đó hạn chế vi khuẩn hình thành gây mùi khó chịu đánh răng đều mỗi ngày vệ sinh răng miệng tốt hàng ngày bằng việc dùng bàn chải đánh răng hai lần mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm lượng vi khuẩn gây mùi hoạt động một cách tốt nhất giảm ăn thức ăn gây mùi như hành tỏi đậu phộng bạn thấy thông tin này hữu ích hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè tôi xin chân thành cảm ơn trong răng từ đó hạn chế vi khuẩn hình thành gây mùi khó chịu đánh răng đều mỗi ngày vệ sinh răng miệng tốt hàng ngày bằng việc dùng bàn chải đánh răng hai lần mỗi ngày sẽ giúp bạn giảm lượng vi khuẩn gây mùi hoạt động một cách tốt nhất giảm ăn thức ăn gây mùi như hành tỏi đậu vọng bạn thấy thông tin này hữu ích hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè tôi xin chân thành cảm ơn và chia sẻ cho bạn bè tôi xin chân thành cảm ơn cảm ơn